sao giống đồ chơi vậy trời. Tiền vậy hả? Đọc mương. Đọc cái mương. Cái này đồ có hai đại là đồ chế không á. Sao nó bự quá vậy? Cái này sao bữa nay nó bự quá vậy? Cái này giống như cái motor của cái máy gì hả anh hai? Quá trời thiết bị đi. Đây là cái máy quạt khủng.